Cuối cùng Satoshi và các bạn đã có thể bay một cách dễ dàng. Và đương nhiên, Satoshi và Nami đã có một trận thách đấu với nhau. Đầu tiên là màn đối đầu trên không của Fire Arrow và Richaburu. Sau một hồi bất phân thắng bại, cuối cùng Richaburu cũng chịu khuất phục trước Fire Arrow bản lĩnh và có nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn. Thật không may, trong lúc mọi người không để ý, không biết kẻ nào đã ra tay khống chế Fire Arrow của chị Nami. Fire Arrow! Họ là ai? Sao lại làm như vậy? Nếu các ngươi đã thành tâm muốn biết, thì bọn ta sẽ nhất quyết trả lời. Đề phòng hủy diệt muôn nơi, bảo vệ thế giới đời đời bình yên. Bọn ta đây chính là mẹ phản diện. Đẹp ngất ngây ôi chết điếng lòng người. Musashi, Kuchiro, luôn yêu đời và bên nhau mãi mãi, nhóm Rocket bảo vệ giải ngân hà. Tương lai tươi sáng phía xa. Chờ ta đó. Lại là nhóm Rocket hả? Bọn chúng là một tổ chức xấu xa, chuyên đi cướp Pokemon của người khác. Xin mạn phép lấy con Pharaoh này nha. Các ngươi mau trả Pokemon lại đây cho ta. Quay lại đây, các ngươi đừng hòng bắt tôi ấy. Các ngươi không được thoát đâu. Ủa, mấy đứa này à, chúng biết bay từ hồi nào mà rành dữ. Không công bằng. Bọn ta mặc đồ bay nè. Bọn chúng có cánh luôn kìa, ta cách tị quá. Ta cũng muốn mặc nữa. Pharaoh, cậu ra ngoài đi phất cô. Mau dừng kim phóng quả.